Đầu tư trực tiếp nước ngoài hay còn gọi là FDI vào Lâm Đồng được bắt đầu từ năm 1990 với một dự án có tổng số vốn đăng ký là 3,22 triệu đô la Mỹ. Sau 25 năm, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, tổng số vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đạt hơn 467 triệu đô la Mỹ với 109 dự án được cấp phép. Trong số đó, ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng đầu tư trực tiếp nước ngoài cao bậc nhất, gần 162 triệu đô la Mỹ với 48 dự án. Sau rất nhiều những hỗ trợ từ phía địa phương, những quyết tâm và kinh nghiệm của các nhà đầu tư quốc tế, rồi sự tiếp nhận và vươn lên của chính người lao động Lâm Đồng. Một hecta đất nông nghiệp của tỉnh này đã có thể mang lại giá trị sản phẩm lên đến 443,2 triệu đồng. Cá biệt, có những nơi mà khi áp dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thì một hecta đất đã mang lại cho người nông dân đến cả hơn 1,5 tỷ đồng. Nằm ở khu vực Tây Nguyên và tiếp giáp với khu vực kinh tế năng động phía Nam, Lâm Đồng có lợi thế trong thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài. Và trên thực tế, Lâm Đồng đang dẫn đầu thu hút FDI so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên. Điều mà các nhà đầu tư nước ngoài khi đến với Lâm Đồng đều có thể nhận thấy ngay là những lợi thế về khí hậu thời tiết, đất đai và cả kỹ thuật canh tác nông nghiệp của nông dân Lâm Đồng đều hết sức thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, khi phân tích các yếu tố cụ thể hơn, nhà đầu tư nhận được những thông số kỹ thuật hết sức ấn tượng. Lâm Đồng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa biến thiên theo độ cao, nên trong năm tỉnh này có hai mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình của cả tỉnh từ 18 đến 25 độ C, thời tiết ôn hòa và mát mẻ quanh năm. Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng có thành phố Đà Lạt là thành phố rất hiếm trên thế giới, có thể trồng trọt hiệu quả nhiều loại cây trồng, cả cây ôn đới và cây nhiệt đới, phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững. Cùng với những ưu thế về cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, đa dạng sinh học, tiềm năng của Đà Lạt Lâm Đồng đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của không ít nhà đầu tư tầm cỡ khu vực và quốc tế. Thậm chí, nhiều đoàn chuyên gia sau những lần làm việc với Lâm Đồng đã khẳng định, với tiềm năng về nhiều mặt, cùng điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, thế mạnh khí hậu ôn đới đặc trưng, Lâm Đồng hoàn toàn có thể trở thành vùng sản xuất nông nghiệp xuất khẩu cho Nhật Bản, thị trường tiềm năng và triển vọng nhất châu Á. Xác định cái lợi thế so sánh về nông nghiệp của tỉnh Đồng, do đó lãnh đạo tỉnh Đồng luôn có nhận thức là cái thu hút cái nguồn vốn FDI để vào cái khai thác về cái ứng dụng khoa học công nghệ và thị trường để phát triển. Do đó tỉnh Đồng là tiến hành đồng thời theo hai bước. Thứ nhất là sẵn sàng và tạo điều kiện những cơ chế chính sách để thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Lâm Đồng. Thứ hai là tỉnh Lâm Đồng là cũng cử các cái đoàn xúc tiến thương mại thu hút đầu tư ra các nước lân cận để giới thiệu quảng bá những hình ảnh, những cái thế mạnh của nông nghiệp Lâm Đồng để mời chào. Vì vậy cho nên đến nay Lâm Đồng có khoảng là 110 dự án FDI. Và toàn bộ 110 dự án này thì có đầy đủ các lĩnh vực về cây trồng, vật nuôi, đặc biệt nhiều nhất là hiện nay là cái khai thác về cái trồng chè bồ long. Thứ hai nữa là trồng rau và hoa. Và nhờ thông qua cái hợp tác về cái FDI này, cho nên là nhiều doanh nghiệp làm ăn với Lâm Đồng là có rất hiệu quả. Và chính các cái doanh nghiệp làm ăn với Lâm Đồng có hiệu quả thì họ về nước họ kêu gọi những đối tác họ để qua đầu tư tại Lâm Đồng. Do đó thì khi các đối tác đầu tư Lâm Đồng có hiệu quả thì họ tiếp tục mở rộng. Và Lâm Đồng cũng tạo điều kiện có quỹ đất để cho các nhà đầu tư FDI để mà tiếp tục phát triển.
Trong các tỉnh mà phát triển nông nghiệp thì tỉnh Lâm Đồng là tỉnh có cái tiềm năng rất tốt về FDI. Trước đây đấy, thì Lâm Đồng đã có Hà Lan, các cái doanh nghiệp đầu tư vào đây trong cái ngành rau, hoa rất là tốt. Và đặc biệt thời gian gần đây thì các cái nhà đầu tư của Nhật Bản rất quan tâm. Thế thì Đà Lạt thì nó có cái lợi thế về mặt điều kiện tự nhiên, về khí hậu rất là tốt, đất rất là tốt và cả về điều kiện xã hội. Cái doanh nhân của Đà Lạt rất là năng động và cái đội ngũ nông dân của Đà Lạt thì rất là có khả năng áp dụng công nghệ vì họ có vốn và họ có chuyên môn. Ngoài ra đấy thì Đà Lạt cũng là một cái tỉnh mà rất là thân thiện với lại phát triển nông nghiệp. Cái chính quyền địa phương, cái quá trình, cái hệ thống mà cái cách hành chính của họ làm rất là tốt. Thế thì có thể nói là đây là những cái thế mạnh của Lâm Đồng. Trong thời gian qua, các dự án FDI đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng mà đa phần là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng tạo ra những sản phẩm hàng hóa chất lượng cao. Các dự án này đã và đang làm tăng giá trị hàng nông sản vốn thuộc về thế mạnh của tỉnh như các loại rau, hoa quả, trà ô long, cà phê trở thành những sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường trong nước và nước ngoài. Năm 2007, công ty trách nhiệm hữu hạn KBU Vina, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, bắt đầu đi vào hoạt động ở Lạc Dương, Lâm Đồng. Lý do để ông chủ doanh nghiệp này quyết định đầu tư vào đây là bởi điều kiện tự nhiên của Lâm Đồng hết sức lý tưởng cho ngành nghề kinh doanh thế mạnh của ông ở Hàn Quốc. Địa điểm này ban đầu ông Park đã lựa chọn nhằm mục đích phát triển các loại côn trùng tự nhiên, các loại thiên địa có lợi, phục vụ cải tạo môi trường nông nghiệp. Dự kiến tất cả các sản phẩm sẽ được xuất khẩu sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau một năm hoạt động, bởi khả năng vận chuyển và lưu thông hàng hóa từ Lâm Đồng đi quốc tế là chưa thuận lợi, nên nhà đầu tư này đã phải tính toán lại. Việc xuất khẩu thiên địch cần phải thực hiện rất khẩn trương và bảo quản ở tiêu chuẩn cao. Tuy nhiên, các thủ tục kiểm tra y tế, thủ tục hải quan và khâu vận chuyển ở đây quả thực chưa đáp ứng tốt yêu cầu đó. Do vậy mà tôi đã phải nghiên cứu lại. Và rồi tôi thấy rằng Lâm Đồng là môi trường hết sức thuận lợi để phát triển các loại nông sản chất lượng cao. Quả thật, thị trường hiện nay đang có nhu cầu rất lớn về rau, hoa quả chất lượng cao. Vì vậy, thời điểm này tôi quyết định đầu tư mạnh vào mặt hàng dâu tây hữu cơ. Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt và theo tiêu chuẩn Global Gap. May mắn cho tôi là những công nhân của chúng tôi trước đây đều là những người nông dân có kinh nghiệm trồng trọt tốt, chăm chỉ nên hiện tại mọi việc đang tiến triển rất tốt. Khi chuyển đổi sản phẩm chính sang sản xuất và kinh doanh rau củ quả sạch, ông Park đã áp dụng mô hình canh tác công nghệ cao, hiện đại, theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc vào trang trại ở Lâm Đồng. Lúc này đây, những người nông dân làm việc trong công ty, ngoài việc thực hành nghiêm túc các quy trình như làm đất, bón phân, chăm sóc cây, tỉa thưa, thu hoạch, họ sẽ còn phải làm quen với rất nhiều những thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện đại khác như máy đo độ ẩm, máy trộn đất, hệ thống kiểm soát vi sinh vật, hệ thống tưới nước nhỏ giọt trung tâm. Điều này ban đầu tưởng khó, nhưng khi đã quen với thiết bị, với công nghệ và phần mềm, thì việc của nhà nông đã được giảm đi đáng kể. Tôi làm việc cho công ty này 8 năm rồi, nhưng mà bên người nước ngoài người ta làm là tỉ mỉ, rồi nếu quy trình của Việt Nam mình làm á thì nó không tốt thì mình không thể theo được. Còn quy trình của người ta nước ngoài đưa ra thì nó tốt hơn thì mình chạy theo quy trình của người nước ngoài đưa ra cho mình làm. Chứ còn nhân viên là phải theo. Còn không, nói chung là làm theo lần đầu tiên là hơi quá quả. Nhưng mà trong thời gian dài rồi, nói chung là mình cảm thấy công việc mình tốt hơn. Mình cảm thấy con người mình phấn chấn hơn và vui vẻ hơn trong khi làm việc. Một điều chắc chắn rằng khi người nông dân làm việc trong các doanh nghiệp nông nghiệp FDI ở Lâm Đồng, thì hầu hết họ không còn phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nữa.
Ngay từ năm 1994, khi mà ông Thomas Hood, người sáng lập của Đà Lạt Hash Farm, chọn Đà Lạt là nơi bắt đầu xây dựng nông trại trồng hoa. Ông cũng chính là người đã lần đầu tiên đưa mô hình canh tác và trồng trọt trong nhà kính đến với xứ sở này. Với đặc tính cho phép kiểm soát đầy đủ và chặt chẽ hầu hết các thông số trong quá trình sản xuất, đáp ứng được yêu cầu cho sự sinh trưởng phát triển tốt nhất của từng loại cây trồng như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, khí carbonic, khí oxy và kiểm soát được sâu bệnh hại cho cây. Công nghệ nhà kính thực sự là một cuộc cách mạng trong nông nghiệp Lâm Đồng giai đoạn cuối thế kỷ 20. Không lâu sau đó, hệ thống nhà kính trong nông nghiệp được phát triển mạnh mẽ, mang đến năng suất, chất lượng cao hơn hẳn cho tất cả các nông sản của Lâm Đồng. Người nông dân Lâm Đồng cũng nhờ đó mà không còn sợ một mùa mưa khắc nghiệt của quê mình có thể ảnh hưởng đến mùa vụ của họ nữa. Lâm Đồng rất nổi bật trong cái việc là thu hút các cái doanh nghiệp nông nghiệp nhưng có ứng dụng công nghệ cao. Cần phải nói một cách chính xác là như thế. Ví dụ như là công ty Agrivina đã sử dụng cái công nghệ cao và là được tỉnh Lâm Đồng, thậm chí là cả nước Việt Nam thừa nhận cái việc là đã mang cái công nghệ trồng rau, trồng hoa trong nhà kính vào cách đây khoảng 20 năm để phổ biến nó như ngày hôm nay. Khắp nơi đều có ứng dụng với công nghệ cao. Không chỉ có công nghệ trồng trọt trong nhà kính mà chúng tôi còn hết sức chú trọng việc đảm bảo mô hình hoạt động chuyên nghiệp của chúng tôi trong quá trình hoạt động. Mô hình hoạt động của Đà Lạt Hash Farm rất khác biệt và ý nghĩa vì chúng tôi làm được những việc sau đây. Thứ nhất, xây dựng và sản xuất tùy thuộc vào nhu cầu dựa trên hợp đồng và nguồn hàng kinh doanh. Thứ hai là mục tiêu là sản xuất quy mô lớn và công nghệ kỹ thuật hiện đại. Thứ ba là đào tạo và phát triển người lao động. Thứ tư là theo dõi và phát triển giống và sản phẩm mới. Thứ năm, tôn trọng bản quyền người gây giống quốc tế và trả tiền bản quyền. Thứ sáu là làm nhiều bước để nâng cao chất lượng sản phẩm và kéo dài thời gian của sản phẩm bởi việc chọn giống, phương pháp bảo dưỡng hoa sau thu hoạch và hệ thống bảo quản lạnh. Trong năm nay, sản lượng hoa cắt cành của chúng tôi sẽ đạt mức 150 triệu cành, trong đó 25 triệu cành được sản xuất bởi các hộ nông dân liên kết ở địa phương. 65% sản lượng hoa được xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh địa phương và mạng lưới phân phối chính ở thị trường châu Á, Úc và Nga. Những tác động mà doanh nghiệp FDI mang lại cho nông nghiệp Lâm Đồng không chỉ ở trên phương diện công nghệ và kinh tế. Điều quan trọng hơn nữa là cùng với sự thành công và phát triển của các doanh nghiệp nước ngoài, rất nhiều lĩnh vực sản xuất trong nội bộ ngành nông nghiệp, nông thôn, nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp của Lâm Đồng đã được tiếp thêm cảm hứng để phát triển. Tác động tích cực đầu tiên mà FDI mang đến chính là với người nông dân. Đây là đối tượng đã có sự thay đổi rất nhiều từ kiến thức đến hành động sau khi FDI vào với nông nghiệp địa phương. Bởi điều kiện tự nhiên của Lâm Đồng quá lý tưởng cho nông nghiệp phát triển, nên ngay từ rất sớm, người nông dân ở đây đã tích được vốn kinh nghiệm canh tác hết sức đồ sộ. Thêm vào đó, nông dân Lâm Đồng vẫn được đánh giá là cần cù, chịu khó mà lại hết sức nhạy bén với thời vụ. Do vậy, khi tiếp xúc với cách làm nông nghiệp hiện đại của các doanh nghiệp FDI, họ đã trưởng thành lên rất nhiều. Làm nông nghiệp theo một phong cách công nghiệp, có giờ giấc quy củ, có quản lý giám sát, có tiết kiệm và đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường tuyệt đối là tất cả những gì mà nông dân Lâm Đồng hôm nay đang khẳng định với các đối tác quốc tế. Thông qua đó, họ đạt được nhiều thành công trong quá trình hợp tác. Trước đây thì làm hoa ngoài thị trường thì nói chung là có lúc lời lúc lỗ, nói chung là rủi ro cũng nhiều. Thì kỹ thuật từ mình có như là nông dân hoài học với nhau làm. Thì tôi cũng mới vào farm làm hợp tác với farm ở đây cũng 5 tháng thôi. Thôi tôi quyết định vào farm thì tôi thấy là cái thị trường nó ổn định hơn. Còn làm ngoài thị trường thì nó bấp bênh. Tôi thấy là nhân viên của chỗ farm rất là nhiệt tình, chăm sóc lúa tới vườn, chăm sóc được cây.
Trước khi hợp tác thì nông dân cũng sẽ được trang bị những kiến thức ban đầu về những cái cơ sở hạ tầng, những công việc cần chuẩn bị trước khi nhận cây, trồng cây và một số các kỹ thuật khi trồng cây này kia. Còn trong quá trình hợp tác cũng sẽ có những cái buổi tập huấn về cái cách chăm sóc cây, cái cách xử lý một số cái tình huống trên đồng cho nông dân. Thì sau một thời gian thì thấy rằng cái chương trình hợp tác này thì nó cũng giúp cải thiện cho nông dân về một số cái mặt, một số cái nhận thức về cái công việc trên đồng của mình. Họ làm không có cái tính tự phát nó đã bị giảm, nó cũng được giảm đi cũng khá là nhiều. Và hiện nay là các lĩnh vực về cà phê, về chè, về rau, về hoa là đều có các doanh nghiệp FDI. Và chính thông qua các doanh nghiệp FDI này đã trở thành một cái chuỗi làm hạt nhân rất tốt để tạo cho bà con nông dân trở thành những cái vệ tinh. Chứ không thể từng nông dân không thể tham gia xuất khẩu được, mà chính bà con có thể cái nông dân này trở thành những vệ tinh cho các doanh nghiệp này, và các doanh nghiệp FDI này đưa vào công nghệ và các thị trường, giúp cho ngành nông nghiệp Lâm Đồng ngày càng phát triển. Và hiện nay chúng tôi cũng đã tập trung định hướng cho các doanh nghiệp cũng như bà con nông dân có một quy mô sản xuất hàng hóa khi Việt Nam chúng ta tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN cũng như là tham gia hiệp định đối tác chiến lược Thái Bình Dương TPP, thì để cho nông dân Lâm Đồng như doanh nghiệp là chủ động ngay trên cái sân nhà. Nông nghiệp công nghệ cao mà các mô hình doanh nghiệp FDI mang đến Lâm Đồng không chỉ góp phần giảm thiểu những nhọc nhằn trong công việc nhà nông, mà năng suất lao động và giá trị sản phẩm của họ làm ra lại tăng lên vượt bậc. Những mặt hàng nông sản này đã đạt được các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của thị trường quốc tế. Nhờ vậy, trong giai đoạn từ 2010-2015, giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tăng từ 228 triệu đô la Mỹ lên gần 500 triệu đô la Mỹ, với tốc độ tăng trưởng 178,81% một năm. Trong đó, các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu năm 2014 đạt trên 284 triệu đô la Mỹ, chiếm 118,85% chỉ số tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nông nghiệp Lâm Đồng phải kể đến là hoa tươi, cà phê, chè, rau quả các loại, hạt điều, hạt giống rau và hàng thủy sản. Với cái thu hút của đầu tư FDI trong thời gian qua thì đã đóng góp rất nhiều cho tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, thì trong đó đã giúp cho các nhà đầu tư cũng như là các hộ nông dân cũng như là công nhân là nâng cao được cái ý thức trong cái sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Thứ hai là cũng đã mang những cái công nghệ mới như là lĩnh vực hoa thì phổ biến cho rộng rãi cho người dân. Đây cũng là một trong những cái rất là quan trọng của nhân. Và thứ ba nữa là đã đóng góp cái GDP cho tỉnh, và đặc biệt là cái tỷ trọng xuất khẩu là cao trên 65% địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực nông nghiệp ở Lâm Đồng còn đóng vai trò kích thích và là động lực để doanh nghiệp Việt Nam cùng phát triển. Xuất phát của doanh nghiệp này vốn chỉ là một vườn ươm hoa và các giống hoa ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Tuy nhiên, ngay từ khi nhận thấy sự phát triển vượt bậc trong cách trồng hoa của các doanh nghiệp nước ngoài ngay trên địa bàn tỉnh, ông Trần Huy Đường, chủ nhân của Lang Biang Farm, đã quyết tâm thay đổi cách làm của mình. Đầu tiên, ông đi học và tích lũy cho mình kiến thức về nông nghiệp công nghệ cao. Sau đó, ông chủ động nhập khẩu giống mới, công nghệ canh tác mới và hiện đại về phục vụ cho trang trại mình. Áp dụng mô hình trang trại theo tiêu chuẩn mà chính các doanh nghiệp FDI đang sử dụng. Tuy nhiên, ông Đường luôn biết cách vận dụng một cách phù hợp với điều kiện của chính bản thân mình. Để làm nông nghiệp công nghệ cao thì một điều chắc chắn là phải đầu tư và phải ngăn được côn trùng, phải kiểm soát được thời tiết. Thế thì nếu mà mình không làm được những cái chuyện đó thì sẽ rất khó khăn.
cho cái việc là làm nông nghiệp công nghệ cao như các cái doanh nghiệp đang đầu tư ở Việt Nam. Và chính cái chuyện là phải nhập thiết bị, nhập các cái hệ thống tưới, nhập nhà kính, thì bản thân doanh nghiệp chúng tôi phải tính toán. Ví dụ như cái phần nào là mình phải nhập ngay ban đầu và tốn tiền cũng phải làm. Nhưng mà ngược lại có những cái mình có thể rải theo cái lộ trình và mình có thể nhập từ từ. Thì đó là một cái bài toán rất cụ thể. Việc có kế hoạch thu hút đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp của chính quyền địa phương tỉnh Lâm Đồng một cách hiệu quả như thời gian qua đã phần nào chứng tỏ sự chủ động, sáng tạo và năng lực cạnh tranh của tỉnh này. Tại các diễn đàn kinh tế, hội thảo thu hút đầu tư mà Lâm Đồng tổ chức gần đây, lãnh đạo địa phương đã xác định tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời thực hiện quyết liệt hơn cải cách hành chính để thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là thu hút các dự án FDI vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm tiếp cận công nghệ mới và từng bước nâng cao trình độ của nông dân. Điều đó có nghĩa rằng thu hút FDI của Lâm Đồng, mà đặc biệt là thu hút FDI vào nông nghiệp ở Lâm Đồng, đã góp phần kiện toàn hơn nữa hoạt động của bộ máy nhà nước ở địa phương này, giúp cho hệ thống hành chính của tỉnh trở nên hoàn thiện, thông thoáng hơn, đáp ứng tốt với nhu cầu của thực tế sản xuất kinh doanh trên địa bàn, từng bước hội nhập với pháp luật và thể chế quốc tế. Các doanh nghiệp FDI nếu muốn thành công ở một địa bàn nào đó thì không thể thiếu sự hỗ trợ và đặc biệt là những chính sách cởi mở, cụ thể, chi tiết của cái chính quyền địa phương đó. Như ở tỉnh Lâm Đồng thì cái chủ trương mà thu hút đầu tư nước ngoài là một chủ trương nhất quán. Tỉnh cũng đã đề ra trong một thời gian dài, đề ra được những chính sách cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng nghề nghiệp để thu hút đầu tư nước ngoài vào. Ví dụ du lịch có những chính sách gì, nông nghiệp có những chính sách gì, chế biến có những chính sách gì, vân vân. Và chúng tôi trên cơ sở đó thì các mới tạo ra được một cái cơ chế làm việc nó có sự nhất quán từ lãnh đạo chính quyền địa phương cho đến các lãnh đạo của các sở ban ngành và địa phương trong tỉnh. Doanh nghiệp nào cũng có một cái đánh giá như vậy. Chúng tôi tiếp xúc cái thủ tục hành chính thì gọn nhẹ, không phải mất thời gian lâu, kể cả các cái ban sở ban ngành giải quyết, thậm chí là rất là nhanh, rất là nhanh. Đấy, thì về cái nhận xét thì chúng tôi đã tiếp xúc với các doanh nghiệp, tôi nhận xét thế. Rồi một số cái cơ chế chính sách hỗ trợ. Thì cơ chế chính sách thì ngoài cái hỗ trợ trung ương thì tỉnh Lâm Đồng cũng riêng một quyết định thu hút đầu tư. Trong đó có miễn giảm thuế, rồi cơ chế, rồi các cái thuế nhập khẩu, rồi các cái thuế thuê đất, rồi thuê mặt nước, rồi vân vân, hay là thuế thu nhập doanh nghiệp, vân vân, để có cái cơ chế chính sách cụ thể được thể hiện trong cái quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, hay là một số cái hỗ trợ về xuất nhập khẩu, vân vân, thì hay là cái xúc tiến đầu tư, vân vân, tức là rất nhiều cái cơ chế chính sách mà tỉnh Lâm Đồng nó tạo điều kiện. Nhờ chủ động hợp tác quốc tế, tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Tính đến tháng 3 năm 2015, Lâm Đồng đã thu hút được 67 doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao với tổng số vốn lên đến 4.640 tỷ đồng, chiếm 35,26% nguồn lực thực hiện của cả tỉnh. Trong đó có nhiều dự án của các nhà đầu tư nước ngoài. Các dự án quốc tế ở Lâm Đồng đã và đang góp phần tạo liên minh sản xuất, hỗ trợ tài chính, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, sản xuất nông sản có chứng nhận, tạo cơ hội tốt cho nông sản Lâm Đồng có khả năng cạnh tranh thị trường trong nước và xuất khẩu. Thế về lĩnh vực nông nghiệp, thì cái thu hút đầu tư là một trong những nội dung trong cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp tới đây. Và đặc biệt là cái lĩnh vực mà chế biến nông sản. Chế biến nông sản là chúng tôi đặc biệt là quan tâm, vì thực tế ra cái giá trị gia tăng của về sản xuất nông nghiệp của chúng ta đang còn yếu. Sản xuất rất là năng suất, có khi chất lượng, nhưng mà cái khâu từ thu hoạch đến cái sản phẩm đưa ra thị trường thì chúng ta
chưa được đầu tư nhiều, chưa đầu tư tư như là cái vấn đề thất thoát sau thu hoạch, rồi nâng cao cái giá trị và mẫu mã các cái phân loại sản phẩm, nâng cao cái chất lượng ở cái khâu này rất là quan trọng. Cho nên là tỉnh có cái chủ trương rất lớn trong cái vấn đề thu hút đầu tư đối với cái chế biến nông sản. Các doanh nghiệp FDI mà khi mà qua tìm hiểu về Lâm Đồng thì các nhà đầu tư người ta rất thích về cái môi trường đầu tư cũng như là khí hậu, rồi thổ nhưỡng cũng như là vị trí của Lâm Đồng. Tuy nhiên thì Lâm Đồng sắp tới mà nếu mà mở được các cái đường bay qua các nước thì sẽ thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư. Trên thực tế, Lâm Đồng hiện là địa phương đang được nhiều doanh nghiệp FDI quan tâm bậc nhất khi đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư vào nông nghiệp. Thời điểm này, tập đoàn tài chính Bejo của Hà Lan đang đầu tư dự án sản xuất giống rau để xuất khẩu tại huyện Lâm Hà với vốn đầu tư 9,5 triệu euro, có quy mô lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Dự án nghiên cứu và nhân giống hoa cao cấp lớn nhất Việt Nam của công ty Agrivina Đà Lạt Hasfarm với kinh phí 1,5 triệu đô la Mỹ. Lâm Đồng còn phối hợp với tỉnh Đông Flanders, Bỉ thực hiện dự án trung tâm công nghệ cao canh tác rau hoa cây cảnh trong nhà kính. Ở Lâm Đồng thì nó có một cái thuận lợi riêng, có khó khăn riêng thì chúng ta không khó khăn, thì ở một cái tỉnh có là cái về cái thuận lợi giao thông thì cũng chưa có cái gọi là cái lợi thế về giao thông. Cho nên là khi đến đây thì người ta cũng đặt vấn đề rất nhiều cái yêu cầu, thì bây giờ doanh nghiệp cái nguyện vọng rất là lớn, nhưng mà cái lớn nhất người ta đặt vấn đề nhất là đề nghị là được cái giao hoặc là cho thuê một cái quỹ đất để mà sản xuất đất sạch để mà đầu tư sản xuất. Thì cái vấn đề này thì nó hơi khó, bởi vì cái đất quỹ đất công của tỉnh Lâm Đồng thì hiện nay là gần như là hết. Hay chủ yếu là chúng tôi cũng tạo điều kiện để mà giới thiệu người ta phối hợp hợp tác với nông dân, hợp tác với các hợp tác xã, hợp tác với các doanh nghiệp. Giờ đây nông dân khắp cả nước Việt Nam đều nhìn về Đà Lạt, về Lâm Đồng mà ngưỡng mộ hình ảnh những ruộng rau xanh mướt một màu với những thân và gốc xà lách to đại thụ. Và hơn hết là sự nhộn nhịp, tinh thần lao động hăng say với vẻ mặt tươi cười của những người nông dân Việt Nam và người lao động quốc tế trên những ruộng rau. FDI về với nông nghiệp của Lâm Đồng đã khiến bao năm qua nông sản Đà Lạt, Lâm Đồng chủ yếu tiêu thụ nội địa. Thì nay, nông sản Lâm Đồng đường hoàng bước ra sân chơi quốc tế, tạo được thương hiệu và giá trị cao của mình ở rất nhiều thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á. Và đó cũng chính là đường đi tất yếu của nông nghiệp Việt Nam thời hội nhập.